Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Second News. Hiệu ứng Domino, tham nhũng của cha con Biden tiếp tục phát nổ ở Kazakhstan liên đới nhà cựu ngoại trưởng John Kerry, hoàng tử Andrew Bill Clinton Kính thưa quý vị, sau khi New York Post của ông trùm truyền thông Barack nổ tung Hunter Biden với các bằng chứng từ ổ cứng máy tính sách tay, thì nay tới lượt tờ báo Daily Mail của Anh Quốc đưa tin Hunter Biden có tham gia một affair triệu đô ở Kazakhstan trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 khi Biden cha là phó tổng thống của Obama. Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2014 khi Joe Biden giữ chức phó tổng thống, Hunter Biden đã làm việc với tư cách là người đi đường giữa Kenneth Rakishi, một nhà tài việt người Kazakhstan có quan hệ mật thiết với nhà lãnh đạo dân tộc lâu năm Nursultan Nazabe của Kazakhstan. Tờ Daily Mail của Anh Quốc cho biết họ nhận được email từ các nhà vận động chống tham nhũng ở Kazakhstan cho thấy Hunter Biden đã liên hệ với Rakishi và cố gắng tạo điều kiện đầu tư tiền mặt của anh ta ở New York, Washington DC và một công ty khai thác ở Nevada. Thông qua các mối quan hệ của mình, các email cho thấy Hunter Biden đã thiết kế thành công khoản đầu tư 1 triệu Mỹ Kim từ Rakishi cho nhà làm phim Alexandra Forbes Curry, con gái của cựu thượng nghị sĩ Dân Chủ và cựu ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ, cũng như ngoại trưởng của chính quyền Obama là John Curry. Hunter Biden cũng đã đến thủ đô Astana của Kazakhstan để đàm phán kinh doanh. Tuy nhiên, Rakishi nhiều lần gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác kinh doanh phương Tây do nguồn gốc tài sản mờ mịt của anh ta. Tập đoàn tài chính quốc tế được kính trọng này đã đưa ra một thỏa thuận đã lên kế hoạch với Rakishi về các khoản trợ xuất phát từ mối quan hệ của Rakishi với các nhà cầm quyền của đất nước Kazakhstan. Kenget Rakishi sinh vào ngày 14 tháng 7 năm 1979 là con trai chính khách và nhân vật công chúng nổi tiếng người Kazakhstan, là ông Kamis Rakishi, người nhiều năm là người đứng đầu phòng thương mại và công nghiệp Kazakhstan. Kenges Rakishi là con rể của Imangali Tasmagambeto, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kazakhstan hiện nay. Giống như ở các quốc gia khác như Ukraine và Tàu Cộng, nơi Hunter bắt đầu giao thương, Joe Biden có thể không bị tụt lại quá xa. The Mail đã công bố một bức ảnh mà họ có được từ sáng kiến Kazakhstan về thu hồi tài sản cho thấy Hunter Biden với Joe Biden tươi cười rạng rỡ bên cạnh Ken Rakishi. Hunter Biden và Ken Rakishi cũng thường xuyên gửi thư từ cá nhân dài và thú vị cho nhau. Các email cáo buộc cho thấy vào năm 2013, trong một lá thư Hunter Biden gửi cho Ken Rakishi có đoạn viết Tôi đang đi nghỉ với gia đình tại hồ Michigan, cố gắng dành nhiều thời gian cần thiết cho vợ và các con gái của tôi ngày mai là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của tôi. Cái tên Kenges Rakishi, bạn lớn của Hunter Biden, không xa lạ gì với xứ sở sương mù. Vào năm 2016, các thành viên Quốc hội Vương quốc Anh đã kêu gọi điều tra các giao dịch kinh doanh của hoàng tử Andrew ở Kazakhstan sau khi Daily Mail thu được một bộ email bị rò rỉ và cáo buộc về cách công tước giót bị cáo buộc làm ăn với giới thượng lưu của Kazakhstan, trong khi hoàng tử Andrew hành động như đại sứ thương mại lưu động cho Vương quốc Anh. Theo Daily Mail đưa tin, Hoàng tử Andrew bề ngoài đóng vai trò là người trung gian giúp một công ty nước thải của Hy Lạp và một công ty tài chính Thụy Sĩ theo đuổi hợp đồng trị giá 385 triệu bản Anh, tương đương 561,6 triệu USD ở Kazakhstan. Andrew được cho là sẽ được đề nghị gần 4 triệu bản Anh, tương đương 5,8 triệu USD, để thuyết phục một nhà tài việt người Kazakhstan là Kenges Rakishi để tài việt này ủng hộ giá thầu các email được Daily Mail đăng tải cho thấy mức độ mối quan hệ của Andrew với giới thượng lưu Kazakhstan và xung đột lợi ích khi làm việc kinh doanh tư nhân trong vai trò nhà nước. Công tước xứ York là hoàng tử Andrew, một cái tên đình đám vào năm ngoái do scandal dính líu tới bê bối ấu dâm trong đường dây của tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein mà Bill Clinton có tham gia ăn chơi. Jeffrey Epstein đã tự tử trong tù, còn hoàng tử Andrew thì đưa ra thông báo vào tối ngày 20 tháng 11 năm 2019 với sự hối tiếc một cách không thể chối cãi về quan hệ với nhà đầu tư tài chính Epstein và sẵn sàng hợp tác trong bất cứ cuộc điều tra nào đang diễn ra với tuyên bố. Trong những ngày qua, Tôi đã nhận thức rõ ràng câu chuyện liên quan đến mối quan hệ trước đây giữa tôi với Jeffrey Epstein đã gây ra xáo trộn lớn cho công việc của gia đình tôi cũng như công việc của nhiều tổ chức và hội nhóm từ thiện mà tôi vinh dự được hỗ trợ. Vì vậy, tôi đã hỏi nữ hoàng về việc liệu tôi có thể rút khỏi các nghĩa vụ đối với người dân một cách lâu dài hay không và nữ hoàng Elizabeth II đã đồng ý. Không dừng lại ở những câu chuyện này, mới đây một phóng viên khác vừa trình làng những email hot chẳng kém những email bơm tấn của New York Post. Vậy là mùa hoa email bắt đầu tranh nhau đua nở. Những bông hoa email cực hiếm này đều có năng lực dẫn đường các vị tai to mặt lớn của phe cánh đảng Dân Chủ đến thẳng nhà lao. Khởi đầu là hàng ngàn email của bà Hillary Clinton khi còn làm ngoại trưởng thời cựu tổng thống Obama. Bà đã sử dụng máy chủ riêng cho các email này thay vì dùng máy chủ công vụ. Khi bị bể ổ, bà Hillary xóa hết các email trái luật này, phi tan bằng cách phỉ ra câu chuyện Tổng thống Trump thông đồng với Nga để Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, giúp Tổng thống Trump lợi thế phiếu bầu, khiến ông bị đảng Dân Chủ của bà Hillary Clinton làm tình làm tội, lên bờ xuống ruộng, oan ức ngất trời hơn nữa nhiệm kỳ Tổng thống. Giờ đây, đến lúc Tổng thống Trump cho phục hồi và bạch hóa những bông hoa emails mang bóng hình quý phái của lệnh bà Hillary. Những bông hoa kiều diễm này khi nở giữa thanh thiên bạch nhật có thể dẫn lối lệnh bà đến thẳng nhà tù khắc nghiệt nhất của Mỹ. Kế đến là những bông hoa emails của quý tử Hunter Biden giữ trong ổ cứng máy tính sách tay vô tình bỏ lại tiệm sửa máy tính đã bị tờ báo New York Post tung ra giữa thanh thiên bạch nhật làm ông bố Joe Biden đang tranh cử tổng thống rụng rời tay chân vì những bông hoa này có bùa yêu ngải quỷ đủ sức dẫn ông đi theo Hillary vào tù dưỡng già. Và nay, hai người bạn chí cốt trong băng bán trời không cần văn tự của quý tử Hunter Biden, một người đang thụ án tù, một tên sắp bị tuyên án, nên cả hai tên này đã không còn gì để mất. Nên đã trao những bông hoa emails cá nhân của chúng cho phóng viên. Các emails này mô tả nhiều vụ làm ăn mờ ám giữa chúng với Hunter Biden, với đoàn tỷ phú trong hội thương gia Trung Cộng và dĩ nhiên là với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, tức cha của Hunter Biden trong hội bán trời không cần văn tự cái đàm này washington trong thời cập barack obama và joe biden làm chủ bạch cung rất màu mỡ cho các loại hoa email tham nhũng câu kết lợi ích nhóm mang tầm cỡ toàn cầu phát triển nay đã đến thời kỳ những bông hoa email ấy đua nở cho nhân dân mỹ chiêm ngưỡng nên chẳng ngạc nhiên nếu có những bông hoa email khác khoe sắc đua tài tổng thống trump đúng thật là quái kiệt đến giờ chót mới lệnh tung ra những email bằng chứng này thì chỉ có nước lừa già joe biden tranh chức tổng thống mỹ ở trong tù với đám hillary cùng obama Giờ này, sao kịp cho đảng Dân Chủ thay ngựa giữa dòng? Vì đã có hàng triệu cử tri đi bầu sớm rồi, và nếu Tổng thống Trump lỡ tay bạch hóa sớm những chuyện này, thì có thể đảng Dân Chủ sẽ thay Joe Biden bằng Chủ tịch Quốc hội phù thủy Nancy Pelosi. Người có lợi thế nhất vẫn là bà Kamala Harris, bởi nếu Joe Biden và bà giành được ghế tổng thống vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, dù khả năng này vô cùng thấp, nếu không muốn nói là sẽ không diễn ra, bởi nhân dân Mỹ chẳng dạy gì bầu cho ekip tham nhũng nhầy nhụa phức tạp. Nhưng giả sử như gặp may, khi ấy sẽ có câu chuyện phân quyền, Joe Biden cũng phải nhường chức cho mụ già phù thủy ăn nói kiểu chợ búa này, vì Joe Biden chắc chắn cũng phải vào tù. Nhân dân Mỹ sẽ có nữ tổng thống đầu tiên và có thể gọi bà Kamala Harris là nữ tổng thống emails vì bà làm tổng thống nhờ vào những bông hoa emails nở muộn. Theo nhiều giới thảo tin đưa ra, Joe Biden đã hủy các cuộc vận động tranh cử của mình trở về hầm họp khẩn cấp khi những loạt thông tin này ngày càng được giới báo chí phanh phui. Hiện nay, các dòng truyền thông dân chủ đã không thể im lặng che giấu được nữa. Các hãng truyền thông cánh tả như CNN, ABC đã bắt đầu đưa ra những dòng tin này, nhưng vẫn đưa theo kiểu dài dạt. Khi thời đại Internet phát triển thì những chuyện tay trời này sẽ không giấu được dân chúng quá lâu và nếu họ cố tình bao che cho các trọng tội này của cha con Joe Biden thì trước sau gì cũng bị dân Mỹ tẩy chay và phá sản. Joe Biden sẽ phải làm rõ chuyện này vì sự nghi ngờ giống như thuốc độc sẽ tìm cách đi dần vào tim. Vấn đề là khi nào hay có thể ráng câu cho qua hết 15 ngày, chứ mỗi ngày qua đi sự ủng hộ Joe Biden lại rớt 1%. Một thông tin rò rỉ gây chấn động dư luận trước những cú đánh này của tổng thống Trump đảng dân chủ đang âm mưu dàn xếp cho Joe Biden bị nhiễm virus vũ kháng hoặc thậm chí cả tử vong để thoái lui khỏi cuộc tranh cử để giữ thanh danh cho Biden và cho đảng này lý do vì sao tổng thống Trump và ban vận động tranh cử của ông không cho phanh phui sự việc sớm hơn mà phải đợi tới 20 ngày cuối cùng trước kỳ bầu cử đó là không cho đối thủ có cơ hội đổi người khác trong khi tổng thống Trump đã nắm được vote của Biden Nực cười nhất bây giờ vẫn có những tờ báo vẹm dám đưa tin. Joe Biden đang dẫn trước Donald Trump cả chục điểm. Người dân đã ngán với những chiêu trò và bài vở bưng bô của những tờ báo thổ tả rồi. Quá khủng khiếp cho giới tài phiệt quý tộc lâu nay sống trên sự giàu có nhờ vào thế lực chính trị mà Tổng thống Trump định nghĩa là tham nhũng của tổ chức. Vì vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi Donald Trump soi ánh sáng công lý vào mặt chúng thì chúng liên kết lại để tìm mọi cách lật đổ Tổng thống Trump. Sẽ có nhiều bê bối động trời đang chờ dịp tung ra vào những ngày sắp tới và cha con Joe Biden sẽ là những kẻ bẩn thiểu đầu tiên bị lôi ra ánh sáng công lý. Vâng, bài bình luận của kênh Little Sài News xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.